Dạ, đội nhà Thanh Huyền xin được kính chào tất cả các bác. Nhiệt liệt hoan nghênh các bác đã quay trở lại với kênh của đội Thanh Huyền. Trước mắt chúng ta đang thấy đó là một cái em nồi áp suất có chữ Yali này, IH nghĩa là cao tần. Đây là một cái em nồi cao tần áp suất điện tử đa năng các bác nhé. Tại sao gọi là áp suất điện tử? Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy ở bên trong này. Chính là cái hộp. Đây phải gọi là cái hộp bởi vì nó rất là nặng luôn. Nó ở đây là cái nắp của nó có tận 3 lớp liền. Đó, đây là cái phần mà áp suất đa năng, xin lỗi, áp suất điện tử các bác nhé. Nó không hề có bi đâu. Đây là áp suất điện tử mà chúng ta vẫn nhìn thấy cái ngoàm này. Đây là cái ngoàm khóa áp suất. Và đây là em nồi đến từ thương hiệu Joji Rossi với mã là L gạch ngang MA30. Dung tích là 1 lít rưỡi, tha hồ cho các bác sử dụng trong những ngày Tết. Và hiện tại thì shop đang giảm giá em này chỉ còn 3 triệu đồng. 3 triệu đồng chúng ta sở hữu ngay một cái em nồi áp suất đa năng có đầy đủ công nghệ cao tần, áp suất điện tử 3 trong 1. Tại sao nói là 3 trong 1? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Em này thì có cái dây hít 5 châm các bác nhé. Dây hít 5 châm này thì nó rất là tiện lợi khi các bác đỡ phải rút ra rút vào. Chúng ta cắm luôn hít 5 châm ở đằng sau nồi. Và nồi đây thì có các cái phần hộc nước này. Đó, để hứng nước. Nó khác biệt so với những cái dòng nồi cơm khác. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lý do tại sao gọi em này là nồi 3 trong 1. Chúng ta sẽ cắm điện vào nhé. Sau khi cắm điện vào chúng ta sẽ nhìn thấy trên màn hình có 3 cái nút màu nâu này. Thứ nhất là nấu ăn áp suất. Nấu ăn áp suất đây chúng ta sẽ điều chỉnh được. Đó. Thời gian, phút ở đây. Và ấn nút nấu. Thì đây chính là cái chế độ nấu đầu tiên, cái chức năng nấu đầu tiên của nồi đó là nấu áp suất các bác nhé. Cái chức năng thứ hai của nồi đó chính là chức năng ủ. Ủ đây có thể là ủ từ 40 cho đến 100 độ C các bác nhé. Và chỉnh được thời gian đây, 3 phút, 4 phút, 5 phút ở đây. Và chúng ta ấn nút nấu, thế là xong. Và chức năng thứ ba mà chúng ta nói là 3 trong 1 chính là cái chế độ là nấu tự động này, tự động nấu ăn này. Dư tùng chéo lỉ nấu ăn tự động, ok, có gạo trắng này hay là gạo lứt hay là xôi tùy được các bác nhé. Các bác chỉnh cái nào làm bánh hay lên men làm bánh đều có hết luôn, rất là đa dạng. Mà chúng ta chỉ việc ấn nút nấu đây, tắt ở bên này, rất là đa dạng đúng không ạ? Mà cái em này thì rất là hay ở chỗ là gì, chúng ta sẽ thấy là em này không có quay. Không có quay là chúng ta sẽ bê là bê cái nồi ở hai quay như thế này đó, hai quay như thế này đúng không ạ? Và cái nồi này thì nặng là 7 cân các bác ạ. Gần 7 cân. Sẽ có cái sự xê dịch một xíu khi chúng ta cân đó. Đấy là cái về chức năng hoạt động cũng như là về hình thức ở bên ngoài và cái nắp bên trong. Còn tiếp theo đây là cái song ở bên trong, cái song đây là cái song là song thép không gỉ. Nên là chúng ta không lo cái việc là sẽ bị bong sơn chống bong sơn ở lòng nồi này nhé. Có vạch chia rõ ràng luôn này, théo lỉ mắt. Nghĩa là chỉ đến nấu ăn chỉ đến cái đoạn này thôi là mức nước lớn nhất rồi, không được quá các bác nhé. Đó, bên ngoài rất là sáng bóng luôn này. Và riêng cái em nồi này các bác có thể bỏ ra và để trên bếp từ đun nấu thoải mái luôn. Và cũng có hai quai ở hai bên thế này, rất là tiện lợi để chúng ta bê nồi dùng ở trên bếp từ hay là dùng cho nồi áp suất đa năng này cũng rất là ok. Giá là cực kỳ phải chăng, chỉ với là 3 triệu đồng mà chúng ta sở hữu ngay một cái em nồi màu nâu cà phê đến từ thương hiệu Vua Đầu Bếp Joji Rossi, dung tích 1 lít rưỡi, tha hồ để hầm hay nấu ăn hay nấu cơm đều thoải mái luôn. Bảo hành 6 tháng và hỗ trợ trọn đời sau bảo hành cho các bác. Và bác nào ưng ý em nói rồi thì hãy mau chóng nhấc máy lên liên lạc với đội nhà Thanh Huyền qua số điện thoại 0936811346 hoặc 0901218555. Đội nhà Thanh Huyền thì có bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114 đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hải Đức, thành phố Hà Nội. Mời các bác đến xem hàng, kiểm tra trực tiếp hoặc cũng có thể liên lạc với đội nhà Thanh Huyền qua số điện thoại như trên. Và giá này thì chưa bao gồm phí ship và bộ đổi nguồn. Đội nhà Thanh Huyền cũng có bán độ bộ đổi nguồn các bác nhé. Và các bác cũng có thể liên lạc với đội nhà Thanh Huyền qua Zalo để biết giá bộ đổi nguồn ở bên đội nhà Thanh Huyền đang cung cấp. Vâng, và video thì xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo của đội nhà Thanh Huyền.